Thường thường thì mọi người hay hiểu theo lẽ thông thường là ngồi 49 ngày rồi đến đêm 49 là đắc đạo này. Thế là nhiều người bị hiểu lầm cả về cái lịch sử của Phật ấy. Thực ra Đức Phật ngồi có mỗi một đêm là đắc đạo. Trước cái đêm đắc đạo ấy, Ngài thọ dụng cái bát cháo của nàng Sutta đấy. Mà xong là Ngài quẳng cái bát xuống dưới sông. Ngài nguyện là cái bát này, nếu ta đắc đạo thì cái bát này sẽ chuông ngược dòng sông. Và cái sau đó cái bát nó chuông ngược dòng sông, rồi là Ngài về gốc cây Bồ Đề, Ngài ngồi thiền, mà ngay đêm đấy Ngài đắc đạo luôn. Vậy thì Đức Phật tu 6 năm. 6 năm không đắc đạo là do sao? Là do tu sai. Tu sai pháp. Còn khi mà tu đúng thì tu bao lâu là đắc đạo? Có một đêm là đắc đạo. Khi mà tu đúng thì tôi có một đêm thôi, có 3 canh giờ rồi. Đến canh thứ 3 là Ngài đắc hết. Và từ cái lúc mà Ngài bắt đầu khởi sự tu về cái thiền hơi thở cho đến khi đắc thành quả Phật là chỉ có trong vòng một cái đêm thôi, đến canh thứ 3 là xong. Từ sau cái buổi chiều hôm đấy, từ sau cái bữa sáng ăn trưa xong, Ngài đến cái gốc cây Bồ Đề, có một cái cậu thanh niên cũng dàn một bó cỏ, thì Ngài lấy cái bó cỏ khô làm cái tòa trải dưới gốc cây Bồ Đề và ngồi thiền. Nhưng mà cái lúc đầu đêm ấy thì còn phải chiến đấu với lại các cái ác ma. Và cũng trong cái đêm đấy, khi mà Ngài chiến thắng được cái đội quân của ác ma rồi, thì bắt đầu Ngài mới nhiếp tâm và hơi thở. Ngài phát triển từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì sau đó phát triển về tứ thiền bát định, phát triển túc mạng minh, thiên nhãn minh, thì sau đó Ngài mới quán về cái danh sắc, cái khởi đầu của cái nguyên nhân của cái sự sinh tử, Ngài quán chiếu cái pháp duyên khởi theo hai cái chiều thuận nghịch, mà Ngài thấy được cái sự vô thường, khổ vô ngã, thấy được cái vô minh diệt, và tất cả các cái hành nó đều diệt, tất cả cái sự khổ não nó diệt, mà Ngài đắc thành Phật quả. Sau khi đắc thành Phật rồi, và bây giờ cái buổi học hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem là khi mà thành Phật quả rồi, Ngài làm gì trong 49 ngày này. 49 ngày là sau khi thành đạo, chứ không phải là 49 ngày trước khi thành đạo. Cái tuần lễ đầu tiên sau khi mà đắc thành Phật quả thì có 7 ngày đầu tiên thì Đức Phật ngồi bất động dưới bụi Bồ Đề để nhập vào cái thiền quả giải thoát, trải nghiệm cái sự an lạc giải thoát. Lúc ấy Ngài có nhập vào thiền hơi thở không? Trong cái một tuần này này mà Ngài nhập vào thiền quả giải thoát, tức là trong các cái đạo quả giải thoát nó có các cái thiền siêu thế. Lúc mà Ngài chưa giải thoát ấy, thì Ngài có các cái tầng thiền hiệp thế, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của thiền hiệp thế. Nhưng mà Đức Phật có chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả không? Đức Phật chứng một cách tuần tự tất cả 4 các cái đạo quả. Đức Phật đầu tiên cũng phải chứng sơ quả, sau đó mới lên nhị quả, rồi sau đó mới lên tam quả, lên tứ quả. Nhưng mà cái sự chứng đắc nó rất là nhanh, nó diễn ra trong một cái khoảnh khắc rất là nhanh. Và Ngài chứng đến tứ quả. Tứ quả là tứ quả A-la-hán. Vậy thì Đức Phật nhập vào cái đạo quả là cái quả giải thoát A-la-hán, và đi kèm với trí tuệ toàn giác. Đức Phật cũng là một bậc A-la-hán, nhưng là một bậc A-la-hán có trí tuệ toàn giác, nó khác với những cái bậc A-la-hán khác. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ của bậc Thượng Thủ Thanh Văn, Ngài Mục Kiền Liên cũng có cái trí tuệ của bậc Thượng Thủ Thanh Văn, Ngài An Nan, Ngài Ca Diếp, các cái vị đệ tử khác là có cái trí tuệ của một vị đại thanh văn.
Những cái bậc mà có trí tuệ của một vị đại thanh văn và thượng thủ thanh văn mà nó có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, có tam minh thiên nhãn minh, thức mạng minh, lục tận minh, có lục thông và sáu cái thắng trí thần thông, đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha thông, thông thần thức thông, lục tận thông, và có bốn cái tuệ phân tích nữa, đó là từ vô ngại giải, pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải và biện tài vô ngại giải. Đấy là bốn cái tuệ phân tích của những cái bậc đại thanh văn. Còn các bậc a la hán thường thì chỉ có tam minh thôi, chỉ có tam minh, mà có vị thì có tam minh với lục thông, có vị thì có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, thì những cái vị đấy là thì rất là siêu. Còn những vị thì mà không hành thiền định ấy, chỉ có hành mỗi thiền quán không ấy, thì chỉ đắc mỗi tam minh. Còn những cái vị nào mà hành có thiền định thì nó mới có được thần thông, thì mới có được cái lục thông. Cả bốn cái tuệ phân tích nữa thì cũng là những người phải có cả định và tuệ thì mới có được cái tuệ phân tích. Vậy cái người nào mà có hành thiền định và thiền tuệ thì khi sự chứng đắc thì cái đạo quả nó ưu việt hơn những cái người mà chỉ có đi thuần và thiền quán. Nên Đức Phật cũng đi vào thiền định trước và tuệ sau đó. Các tầng thiền trước và sau đó đi hành thiền tuệ. Cho nên là Ngài khi mà Ngài chứng đắc, Ngài có được những cái năng lực cao thượng, tam minh lục thông tứ tuệ phân tích. Các bậc a la hán như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, cũng nhập vào các thiền định trước, sau đó mới xuất ra khỏi thiền định và hành thiền quán. Cho nên là các ngài có đầy đủ cả lục thông và tứ tuệ phân tích. Còn rất nhiều vị khác cũng chứng a la hán nhưng mà đi vào thuần và thiền quán luôn. Cho nên các vị đấy khi chứng được quả a la hán chỉ có tam minh mà không có lục thông, không có tứ tuệ phân tích. Và cái đạo quả ấy, nó có một cái tâm đạo và cái tâm quả. Cái tâm đạo nó hướng lên và nó khắc đức phiền não. Còn cái tâm quả là cái tâm mà cái vị đó hưởng cái sự an lạc của cái đạo quả giải thoát. Vậy thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật cũng có cái tâm đạo nó hướng lên, sau đó nó có cái tâm quả. Và 7 ngày liên tục thì cái thiền siêu thế, cái thiền thiền quả này nó rất là an tịnh, nó rất là vắng nặng, nó rất là cao thượng. Và Đức Phật đã an trú ở trong đấy suốt 7 ngày 7 đêm, an trú ở trong cái tầng thiền quả, cái thiền siêu thế, cái thiền giải thoát này. Và ở trong đấy nó rất là an lạc. Khi mà một người mà chứng vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vị đó cũng có thể an trú ở trong cái tầng thiền đấy 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, đến 6, 7 ngày cũng được. Và ở trong cái tầng thiền hiệp thế thì là cái lúc đấy nó có cái tâm hành nó thô hơn. Và lúc đấy là cái vị đó đang tạo các cái thiện nghiệp về các cái tầng thiền đấy. Còn an trú ở trong cái thiền quả này thì cái tâm nó là cái tâm vô vi. Cái tâm đấy nó lấy cái đối tượng niết bàn là cái pháp vô vi. Cho nên là cái tâm đấy nó không thiện không ác. Cái tâm đấy nó là cái hưởng cái quả vị, là tâm quả. Thì Đức Phật ngồi bất động liên tục như vậy, hưởng cái đạo quả an lạc giải thoát đấy suốt 7 ngày 7 đêm. Đấy là tuần lễ đầu tiên ngày ngồi đấy. Tuần lễ thứ hai, sang đến cái tuần thứ hai thì Đức Phật đứng và nhìn chăm chú cây Bồ Đề suốt một tuần để tỏ lòng tri ân sâu xa đối với cây đã che nắng che mưa cho Ngài trong suốt thời gian chiến đấu để thành đạo quả. Chính vì vậy cho nên là cái cây Bồ Đề bây giờ được những người Phật tử rất là cung kính, tôn trọng, thường hay đảnh lễ cây Bồ Đề. Đây là vì Đức Phật có cây Bồ Đề có cái ân đức rất là lớn, vì đã che chở cho Đức Phật trong cái lúc mà Ngài ngồi tu tập ở đấy và Ngài chứng đắc đạo quả ở đấy. Cho nên là cái đạo quả, cho nên Ngài rất là tri ân cái chú xứ đấy. Cái chú xứ này đã cho Ngài chứng thành đạo quả. Trong một cái tiền thân của Đức Phật là cái Bồ Tát Chắc Sankhara, mà bị vua cha khi mà Ngài bố thí hết cả cái bảo vật là voi báu, cái quốc thành ấy, cho nên là bị nhân dân đuổi. Ngài lên một cái ngọn núi, Ngài dựng một cái túp lều Ngài ở ấy. Trong cái túp lều đấy là có người đến xin con thì Ngài cho con, có người đến xin vợ thì Ngài cho vợ. Và sau khi vua cha lại gọi Ngài về thì Ngài cũng tri ân cái túp lều đấy, Ngài cũng đứng, Ngài đảnh lễ, Ngài đứng chăm chú nhìn cái túp lều đấy, đã là một cái chú xứ đã giúp cho Ngài thành tựu được những cái pháp cao thượng. Đó là cái pháp tối thượng của cái sự bố thí, đó là bố thí cả vợ cả con. Đấy là tức là các ngài luôn có cái sự tri ân đối với những nơi
đã tạo cho mình cái cơ hội để mà thành tựu được những cái pháp, những cái pháp cao thượng. Thì cái cội Bồ Đề nó cũng vậy, nó cũng là một cái chú xứ đã tạo cho ngài có được một cái thuận duyên để chứng đắc được đạo quả, bằng cái tri ân cái chú xứ đấy, bằng cái cách đứng chăm chú nhìn cây Bồ Đề suốt 7 ngày 7 đêm không chớp mắt. Tuần lễ thứ 3 thì Đức Phật dùng thần thông tạo ra một con đường kinh hành bằng châu báu và đi thiền hành ở trên đó suốt cả tuần, khiến cho tất cả chư thiên không còn hoài nghi về sự chứng đắc Phật quả của ngài. Thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi nhưng mà ngài không có chưa ngài có chưa đi ra khỏi cái chỗ đấy, ngài vẫn ở đấy ngồi thiền, ngài vẫn ở đấy nhìn cây Bồ Đề, ngài vẫn đứng ở đấy. Và lúc đấy thì có một số vị chư thiên có tha tâm thông biết là Đức Thế Tôn đã thành đạo, Bồ Tát Sa Môn Gotama đã đắc đạo, đã thành Phật quả. Nhưng mà rất nhiều cái vị chư thiên khác vị không tin, vị bảo làm gì có, vị mà đắc đạo thì vị phải đi chỗ khác, vị phải đi giáo hóa, vị đi hoằng pháp rồi. Đây vị vẫn còn ngồi dưới gốc cây, vẫn ngồi thiền, vẫn đứng ở đó, thì làm gì đã đắc đạo. Và Đức Phật biết được cái tâm thần của những vị chư thiên, và để làm cho các vị chư thiên hết cái hoài nghi, thì ngài đã dùng thần thông tạo ra một con đường bằng châu báu ở ngay gần cái gốc Bồ Đề đấy, ngay bên gần gần đấy, và ngài cứ đi thiền hành trên đấy, cứ đi qua đi lại như vậy suốt 7 ngày 7 đêm trên con đường bằng châu báu đấy. Bây giờ mà dưới gốc cây Bồ Đề người ta vẫn còn tạo lại cái con đường đấy, người ta dùng cái thân nó ngay ở cách cái gốc cây Bồ Đề khoảng mấy chục mét, khoảng 30-40 mét đấy, cho nên là cái con đường đấy. Tuần lễ thứ tư thì Đức Phật ngự ở trong bảo cung Ratanagara để suy niệm về những giáo lý thâm sâu vi diệu. Thân ngài trở nên tinh khiết và phát ra bằng hào quang sáu màu xanh đỏ vàng trắng, xanh vàng đỏ trắng, vàng cam và màu pha lẫn, tức là sáu cái màu mà bây giờ cái cờ Phật giáo đang lấy cái sáu cái màu này làm cái biểu tượng. Thì Đức Phật ngự ở trong cái bảo cung này là bảo cung của chư thiên hóa ra. Chư thiên hóa ra cái bảo cung này, chỉ có Đức Phật có thần thông mới vào đấy được, chứ người thường thì không vào được, không có thấy được. Và ở trong đấy thì ngài suy niệm về các cái pháp chân đế, các cái tâm, bắt đầu lúc đấy ngài mới suy tư đến các tâm sở sắc pháp niết bàn, theo cái pháp môn vi diệu pháp mà bây giờ mọi người học về cái pháp vi diệu pháp là ngài suy niệm về những cái pháp thâm sâu vi diệu đấy. Ngài suy niệm, tức là trong cái lúc ngài giác ngộ thì ngài giác ngộ một cách rất là nhanh, và sau khi giác ngộ rồi ngài vẫn ôn lại những cái pháp mà ngài đã giác ngộ, và ngài quán chiếu lại một cách chi tiết hơn. Ngài quán chiếu lại, ví dụ bây giờ ngài mới quán lại từng loại sắc mục, phân tích lại. Còn trong cái lúc thực hành thì ngài chỉ thực hành một cách tóm tắt, một cách vắn tắt, và những cái sắc ấy nó danh và sắc nó sinh nên nó diệt đi rất là nhanh, và ngài chứng đắc đạo quả trong một cái khoảng thời gian rất là nhanh. Và nhưng mà sau đó thì ngài vẫn ngồi ngài suy tư lại với cái mục đích là chế định những cái pháp này thành những cái pháp này là pháp chân đế, nhưng mà bây giờ ngài phải chế định được ra nó thành những cái pháp có được những cái ngôn ngữ để giải thích cho người khác hiểu. Cái pháp chân đế thì không có, nó vượt ngoài cái sự suy luận. Bây giờ những cái sắc pháp, những cái tâm pháp, những cái pháp duyên khởi, những cái pháp duyên hệ, tất cả những cái pháp đấy nó rất là thâm sâu. Cái trạng thái của Niết Bàn nó rất là thâm sâu. Và hầu như các vị Phật độc giác ngày xưa tự tu cũng chứng ngộ được cái đạo quả. Nhưng cái khả năng của các vị Phật độc giác ấy là không chế định nó thành cái pháp, thành cái ngôn ngữ chế định được, tức là không biết chuyển hóa nó thành ngôn ngữ chế định để mà đi thuyết giảng cho người thế gian hiểu, cho nên được gọi là các vị Phật độc giác, các vị giác ngộ, và các vị không có biết cách chế thành cái ngôn ngữ chế định. Còn Đức Phật ngồi và Đức Phật biết cách chế định ra thành ngôn ngữ, những cái pháp này là pháp chân đế, nó siêu vượt khỏi ngôn ngữ, nhưng vẫn phải dùng những cái ngôn ngữ mường tượng để cho mọi người hiểu và thực hành, có hiểu thì mới thực hành được. Ví dụ như là các cái sắc
sắc do nghiệp sinh, có cái nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, thỉ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, sắc mạng căn, sắc tánh, rồi là sắc cho vật thực sinh, sắc vô tâm sinh, thời tiết sinh, sắc, sự tập khởi của sắc, sự đoạn diệt của sắc, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ, khổ thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc, thọ tưởng, các cái tưởng của khứ hiện tại hiện nay, rồi là hành, các cái tâm hành, các cái thức, thì Đức Phật đã chế định ra những cái ngôn ngữ đấy để diễn tả từng cái loại, từng cái pháp một, từng cái pháp thuộc về sắc pháp, về diễn tả nó làm sao, các cái thọ diễn tả nó làm sao, tưởng diễn tả ra làm sao, hành diễn tả nó ra làm sao, thức diễn tả nó ra làm sao, cái trạng thái của vô minh thì phải diễn tả nó ra làm sao để cho mọi người hiểu, cái hành động tạo nghiệp thì phải diễn tả ra làm sao, cái tham ái ra làm sao, chấp thủ ra làm sao, phân biệt thế nào là tâm sân, thế nào là tâm tham, tâm si, nó có bao nhiêu loại tâm sân, bao nhiêu tâm tham, bao nhiêu tâm si, thì đấy là cái năng lực của một vị Phật. Một vị Phật đã chế định ra được những cái ngôn ngữ để mà diễn tả cái pháp chân đế và dạy bảo cho mọi người một cái pháp tu tập một cách tuần tự, từ cái mức thế nào là vào đến cận định, thế nào là vào đến an chỉ định, thế nào là vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thế nào là phân biệt các thiền chi, thế nào là quán thiền định, thế nào là thiền vipassana, thì Đức Phật đã ngồi và quán chiếu được như vậy. Cho nên là cái trí tuệ của một vị Phật là có thể chế định được ra ngôn ngữ để mà diễn tả những cái pháp chân đế và để thuyết giảng cho chúng sinh hiểu. Với Ngài thì đã giác ngộ rồi, nhưng mà cái phận sự của Ngài là còn phải đi giác ngộ cho chúng sinh. Và trong cái tuần thứ tư này thì Đức Phật đã ngồi ở trong cái bao cung đấy và suy niệm về những cái pháp, cái giáo lý thâm sâu vi diệu đó. Và cái thân Ngài trở nên tinh khiết, phát ra bằng hào quang sáu màu. Và tuần lễ thứ năm thì Đức Phật lại ngồi dưới cái cây Asatthana gần cội Bồ Đề, nhập thiền quả giải thoát. Cũng trong cái tuần này thì có ba người con gái của Ma Vương cố gắng dùng cái nhan sắc để quyến rũ Phật nhưng thất bại. Lúc đấy Ma Vương thất bại trở về buồn bã, thì ba cô con gái quyết định đi báo thù cho cha. Mà cái lúc này Đức Phật đã thành Phật rồi, cho nên là cái năng lực của Phật rất là cao siêu và không thể ai có thể làm động đến tâm Phật được. Cái lúc trước mà Phật chưa thành Phật, chỉ cái năng lực cái ba la mật của Ngài nó còn bảo vệ Ngài trước cái sự quấy nhiễu của ác ma. Không chi nữa bây giờ Ngài đã thành Phật rồi thì không còn, thì tức là Ngài trở thành một cái người không còn đối thủ ở trong thế gian này nữa. Khắp trong tam giới không còn có ai có thể làm hại được Phật nữa. Đây là ba cô ma nữ. Và tuần lễ thứ sáu thì Đức Phật đi đến cội cây Mujjhaninda nhập thiền quả giải thoát. Và cũng trong cái thời gian này thì có một trận mưa to gió lớn suốt nhiều ngày. Và lúc đó có một vị mãng xà vương từ trong ổ chui ra và dùng thân mình cuốn quanh Phật 7 vòng, dùng cái đầu lớn để che mưa cho Đức Phật. Vì vậy cho nên là bây giờ nhiều chùa vẫn thờ cái hình tượng Đức Phật đang ngồi thiền mà có con rắn cuốn quanh xung quanh và nó dùng cái đầu nó che trên. Có chỗ thì dùng 5 đầu, có chỗ thì tạc 7 đầu, có chỗ thì có 1 đầu. Thì đây là một vị chúa rồng, vị vua rồng. Rồng cũng là một cái vị chư thiên ở cõi tứ thiên vương, đã che mưa cho Phật. Đây là trong cái tuần lễ thứ sáu này, trước khi thành, sau khi thành đạo. Đây là ở cái hồ này, ngay ở bên cái gốc cây Bồ Đề Ấn Độ, bây giờ có ta cái hình tượng như thế này, có một vị chúa rồng đang ngồi che mưa cho Phật phành cái mang. Đến ngày thứ bảy thì mãng xà vương thu mình lại, biến thành một thanh niên đứng chắp tay trước mặt Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật lúc đấy nói lên một cái bài kệ này để dạy cái vị thanh niên đấy. Vì Đức Phật lúc đấy là dùng cái giáo pháp để dạy bảo, giống như là trả ơn một cái vị đã che chở cho mình. Đây là cái bài pháp để dạy cái vị chúa rồng là người tri túc, hiểu biết chân lý thì sống độc cư là hạnh phúc. Đây là cái pháp là Đức Phật muốn dạy cho cái vị này được cái sự hạnh phúc. Muốn hạnh phúc thì hãy sống tri túc, biết đủ, đừng có tham.
và luôn luôn hiểu biết về chân lý, tức là để tâm tầm cầu cái pháp chân lý cao 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 thượng giải thoát, sống độc cư chứ đừng có tham muốn vui thú với này đồ chúng, với này nhiều cái vui tạm bợ ở thế gian. Người có tâm lành, có thiện chí, biết thu túc các căn thì đó là hạnh phúc, không có ái luyến, không có dục vọng thì đó là hạnh phúc, phá tan được những thành kiến ngã chấp thì quả là hạnh phúc tối thượng. Nếu mà khi nào mà đoạn trừ được những cái chấp ngã thì lúc đấy mới là hạnh phúc tối thượng. Những cái lời dạy của Phật cho cái vị thanh niên đó, cho cái vị chúa rồng. Và tuần đến thứ bảy thì Đức Phật đến bụi cây Rajasthana nhập thiền quả giải thoát. Thì xung quanh cây bồ đề có rất nhiều những cái cây lớn, và cứ mỗi một tuần Đức Phật đã ngồi ở một cái bụi cây khác nhau. Một tuần đầu tiên thì ngồi dưới gốc cây bồ đề đấy, tuần thứ hai đứng nhìn cây bồ đề đấy, tuần thứ ba thì đi thiền hành ở xung quanh cây bồ đề đấy. Còn các cái tuần khác thì Đức Phật đi đến các cái gốc cây khác. Và trong những cái tuần đầu thì ngài chủ yếu là nhập vào các cái thiền quả giải thoát. Thì để mà có được cái thiền quả giải thoát thì ngài đã tu suốt 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Thì là bây giờ mới có mới đạt được cái thành quả đấy. Và cho trong suốt 7 tuần như vậy ngài nỗ lực thực hành. Và trong 7 tuần này ngài không có ăn uống gì hết. Mà cái pháp là cái sự hoan hỷ về cái sự giải thoát, về cái đạo quả giải thoát, khiến cho ngài quên mất đói, không có biết đói là gì nữa. Cái thiền quả giải thoát ngài cứ nhập ở trong định liên tục như vậy, hết ở trong thiền chỉ và thiền quán như vậy, suốt 7 ngày 7 đêm không ăn không uống gì mà không có đói. Và ngày lúc đấy khi một vị Phật thì sẽ có 9 cái ân đức. A-la-hán, Đức Phật là bậc A-la-hán. A-la-hán vì tất cả các bậc A-la-hán có cái ý nghĩa là sát tặc ứng cúng vô sanh, diệt trừ hết tham sân si, xứng đáng được cúng dường, đoạn trừ khổ đau sinh tử. Đức Phật là một bậc chánh biến chi. Chánh biến chi là có cái trí tuệ, là cái trí toàn giác trí. Chỉ có Đức Phật mới có toàn giác trí, không có một cái vị nào có toàn giác trí. Trí tuệ là thấy biết tất cả các pháp quá khứ hiện tại và tương lai, không có bị ngăn che. Đức Phật có thể biết tất cả những cái kiếp quá khứ của mình, tất cả quá khứ của người khác, của một chúng sinh nào khác, tất cả những cái nghiệp gì nó đang vận hành ở hiện tại của mình và của tất cả chúng sinh, tức là đều thấy được hết. Nhìn vào cái gì cũng thấy được nghiệp của quá khứ hết. Nên là nhìn đâu cũng thấy nhân quả, nhìn đâu cũng thấy nghiệp và quả của nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp. Một cái chúng sinh mà gặp bất cứ một cái chuyện dù gì, cái vui hay buồn, nó dù là chuyện to hay chuyện nhỏ, nó đều có cái nhân quá khứ đấy. Và cái trí tuệ của một vị Phật thì thấy rõ được cái nhân và cái quả của nó như vậy. Không có một cái gì có thể che, ngăn che hết. Không, tức là cái sự thấy biết không bị chướng ngại bởi quá khứ hay hiện tại hay tương lai. Thì cái trí đấy được gọi là toàn giác trí. Cái trí đấy gọi là chánh biến chi. Samasambuddho, chánh biến chi nữa. Minh hạnh túc là đầy đủ cả minh và hạnh. Minh là tất cả những cái trí tuệ, cái trí tuệ giác ngộ như là thiên nhãn minh, túc mạng minh, động tận minh. Bởi vì là vô minh diệt thì minh nó sinh. Thì giống như là bóng tối diệt thì ánh sáng nó phải sinh. Một người mà hết được cái si thì nó phải có những cái minh này. Chứ không phải một người mà cái vô minh diệt, cái si nó diệt mà lại không có cái minh này thì cái đấy không có đúng. Đấy là vô minh diệt thì minh nó sinh. Thì Đức Phật diệt hết cái vô minh rồi, cho nên nó có những cái minh, có 6 cái minh, có 15 cái hạnh. Thì chỉ có một vị Phật mới có được đầy đủ những cái trí tuệ và những cái đức hạnh cao thượng thiện thệ. Là Đức Phật chỉ nói ra những cái gì Đức Phật thì biết thì rất nhiều, trí tuệ của ngài thì hiểu biết nó rất là rộng lớn, biết rất là nhiều thứ, nhưng mà ngài không có nói hết những cái gì ngài biết. Ngài chỉ nói những cái gì có lợi ích cho chúng sinh, những cái gì là sự thật mà có lợi ích thì ngài mới nói, chứ không phải là chúng sinh cứ thích cái nghe cái gì là ngài nói đấy. Chúng sinh thì nó thích nghe, mà bây giờ ngài nghe giảng cho con một cái bài nghe mà nó rất là hay, nhưng mà hay không quan trọng, mà quan trọng là nó có lợi ích hay không.
Vậy thì Ngài chỉ giảng những cái gì là sự thật mà có lợi ích. Vậy thì có những cái chúng sinh nó lại không thích nghe những cái pháp thật, nó nghe những cái pháp không thật, thì Đức Phật không có giảng. Mặc dù có muốn nghe nhưng mà nó không đúng, không có lợi ích thì Ngài không nói. Ngài chỉ nói những cái gì đúng và có lợi ích, và nó đúng thời, đúng lúc thì Ngài mới nói. Nên cho trên gọi là thiện thệ. Thệ có nghĩa là ngôn ngữ, còn thiện có nghĩa là cái lời lành. Ngôn ngữ lành là chỉ nói những cái gì mang lại cái sự lợi ích cho chúng sinh mà thôi. Cho nên là có những cái người hỏi Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, thế gian là thường hay vô thường, thế gian là hữu biên hay vô biên, như lai có tồn tại hay như lai không tồn tại sau khi chết. Thì Đức Phật bảo ta không trả lời, ta không trả lời những cái câu hỏi đấy. Thế nên có người mà người ta hỏi tại sao Đức Thế Tôn lại không trả lời. Nếu Ngài không biết thì Ngài cứ thẳng nói thẳng ra là tôi không biết, chứ việc gì mà Ngài cứ phải nói tránh như thế. Thế Đức Phật bảo ta biết, và ta còn biết nhiều hơn thế, nhưng ta không trả lời những câu hỏi không liên hệ đến mục đích, không có cái lợi ích, không mang đến sự giải thoát. Vậy thì người ta hỏi là: Vậy thì Đức Thế Tôn trả lời cái gì? Đức Phật bảo ta chỉ trả lời những câu hỏi nào liên quan đến khổ, đến nguyên nhân của khổ, đến sự thoát khổ và con đường thoát khổ mà thôi. Còn ngoài ra ta sẽ không bao giờ trả lời bất cứ một câu gì, dù có người có hỏi đến chết cũng không bao giờ nhận được câu trả lời. Đấy là cái quan điểm của Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật nói ra những cái gì mà người thích nghe cái gì mà Ngài nói cái đấy. Và Ngài giống như là xem cái người có bệnh thì phải cho uống thuốc, đủ thuốc đắng hay thuốc ngọt, nó cũng tùy theo bệnh. Thiện thệ, thế gian giả thì là Đức Thế Tôn là người thông thạo tất cả những cái pháp thế gian, như là thế gian nó có những cái loài gì sống ở trên thế gian, hữu tình vô tình, mãn thai tất hóa và làm sao, thế gian này nó có bao nhiêu cõi, cõi dục giới có bao nhiêu, được chia ra làm bao nhiêu cõi, khổ bao nhiêu cõi, vui cõi sắc giới được chia làm bao nhiêu cõi, thấp cõi cao, cõi vô sắc giới được chia làm bao nhiêu cõi, và cái nhân nào mà sinh về các cái cõi khổ, nhân nào sinh về các cái cõi vui, nhân nào sinh về cõi dục giới, nhân nào sinh về cõi sắc giới, nhân nào sinh về cõi vô sắc giới, cái con đường nào, đạo lộ nào, phương pháp nào đưa chúng sinh đến các cái cõi sống sai biệt, các cái cõi sống khác nhau như vậy. Thì đấy là Ngài hiểu được các cái pháp thế gian, hiểu rõ được các pháp thế gian, hữu tình thế gian, cõi thế gian, pháp hành thế gian, tu tập những cái pháp hành như thế nào ở cái cõi thế gian. Thì đó là Đức Phật hiểu thông thạo các cái pháp thế gian như vậy. Một thế giới thì có bao nhiêu cõi, như là cái, mình thì cái, với cái con mắt thường thì cái người đời chỉ nhìn được một cái cõi người và cõi súc sinh mà thôi, thì không có nhìn được cái cõi khác. Nhưng mà cái con mắt tuệ thì nó nhìn được hết các cõi khác, cõi địa ngục cũng có, ngã quỷ cũng có, Atula cũng có, cõi người, cõi súc sinh này, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, nó đều có hết. Nhưng đó là người có trí tuệ thì thấy được các cái cõi sống khác nhau như vậy. Và Đức Phật có khả năng đấy. Chính vì Ngài thấy rằng là Ngài có những cái khả năng như vậy, cho nên Ngài mới dám tuyên bố rằng là trong thế giới này gồm có ma giới, thiên giới, phạm thiên, chư thiên, và ở cái cõi thế gian này thì Ngài là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, không ai có được cái trí tuệ hơn Ngài. Ngài mới dám tuyên bố rằng mình đã trở thành một bậc toàn giác, bởi vì Ngài kiểm nghiệm được cái sự giác ngộ của Ngài. Thông thạo về thế gian, thế giới, các cái pháp hành thế giới, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, tức là Ngài có thể điều phục được những người khó điều phục. Tức là không có một cái vị nào mà có một cái thần lực nào mà có thể vượt qua được cái thần lực của Phật. Không ai có thể cái trí tuệ nào mà có thể cao hơn cái trí tuệ của Phật. Về giới, về định và về tuệ thì trong khắp tam giới này không có một vị chư thiên, phạm thiên nào có thể sánh ngang được với Phật. Nên Phật là một bậc, không có một cái người nào có thể sánh ngang bậc, không có một cái chúng sinh nào có thể sánh ngang bậc được. Và cho nên Ngài có thể điều phục được cả những người rất khó điều phục, cả những cái vị thiên thần, quỷ thần, cho đến những cái người bất thiện ở thế gian. Thiên nhân sư, bậc thầy của trời người.
thầy của cả cõi trời và cõi người, ngài có thể thuyết pháp hóa độ cho chư thiên và nhân loại đi đến sự giải thoát, chứ không phải là chỉ có nhân loại này. Phật là một bậc giác ngộ chân lý sự thật, tức là tứ thánh đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, đấy là những cái chân lý, đấy là những cái sự thật. Chỉ có bốn cái chân đế, bốn cái chân lý, bốn cái sự thật, và một vị Phật đã chứng ngộ giác ngộ và tuyên thuyết lại cho tất cả những cái người Phật tử sau này tu tập đạt đến sự giải thoát giác ngộ cũng đều giác ngộ ra bốn sự thật đó. Thế Tôn, Thế Tôn này là cái từ Bhagavā, tức là một người may mắn, một cái người thừa hưởng những cái công đức. Ý muốn nói rằng Đức Thế Tôn này là một người đã tạo cái rất nhiều công đức, rất nhiều ba la mật, và trong một thời gian rất dài, cho nên là bây giờ ngài là người thành Phật nhờ những cái công đức đấy, nhờ những cái thiện nghiệp, nhờ những cái ba la mật đấy. Thế Tôn tức là thừa hưởng, thừa tự người, giống như là mình là người thừa tự của nghiệp, là thai tạng, là quyến thuộc của nghiệp ấy. Thì Đức Phật cũng vậy, là một bậc thừa tự lại những cái thiện nghiệp mà đã tạo, thừa tự lại những cái pháp ba la mật mà đã tạo. Cho nên có cái thanh từ là Thế Tôn. Thế Tôn là một người thừa hưởng những thiện nghiệp công đức đã làm trước đây. Thế Tôn chính cái ân đức của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Xem phim.
Xem xong phim này để trả lời câu hỏi ha. Thứ nhất, khi đắc đạo rồi Đức Phật vẫn ngồi thiền là để làm gì? Ngồi thiền có phải là đang tu không? Đắc đạo rồi có cần tu nữa không? Đắc đạo rồi còn tu nữa không? Đức Phật đắc đạo rồi Đức Phật còn ngồi thiền không? Ngồi thiền có phải là tu không? Vậy ngồi thiền để làm gì? Để làm gì? Không biết à? Đắc đạo rồi còn ngồi thiền để làm gì nhỉ? Thế sau này đắc đạo rồi có ngồi thiền nữa không? Những người này đang ngồi thiền mà đắc đạo rồi có cần ngồi nữa không? Ví dụ bây giờ mình học xong rồi, mình thấy bằng rồi có cần học nữa không? Để hưởng sự an lạc của đạo quả giải thoát, không phải là ngồi là để tu nữa mà là ngồi là để hưởng cái sự an lạc. Lúc đấy thì cái việc tu đã xong rồi, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành rồi, việc cần làm đã làm xong rồi, không cần phải làm nữa. Nhưng mà ngài có cái trong cái đạo quả giải thoát ấy, trong cái pháp thiền thì nó có cái sự an lạc. Cái sự an lạc đấy nó không có cái gì ở cái không có cái gì ở thế gian này có thể sánh được. Như là Đức Phật là có một cái người, có một số người người ta hỏi là một vị Phật sướng hay là một vị vua sướng. Một vị vua thì được hưởng rất nhiều cái dục lạc ở thế gian, còn một vị Phật thì lại từ bỏ những cái dục lạc ở thế gian. Thì một vị Phật thì có cái gì hạnh phúc, và một vị vua, cái hạnh phúc của một vị vua và hạnh phúc của một vị Phật nó giống nhau và khác nhau như thế nào? Thì lúc đấy Đức Phật mới hỏi lại là thế một vị vua có thể hưởng cái sự dục lạc, cái sự vui thú, cái hạnh phúc đấy suốt một ngày một đêm được không? Thì những cái vị đấy bảo trả lời là không, không ai có thể hưởng cái dục lạc, cái vui thú suốt một ngày suốt đêm được, và chỉ trong một cái thời gian nhất định nào đấy thôi. Nhưng Đức Phật bảo ta có thể hưởng cái sự an lạc trong suốt 7 ngày 7 đêm không nhúc nhích. Thì đó là ta có thể nhập vào cái tầng thiền này, nhất hướng lạc. Ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, diệt ni hỷ chú xả chứng và an trú thiền thứ hai. Ni hỷ chú xả là chứng an trú thiền thứ ba. Ở trong cái tầng thiền thứ ba nó chỉ có mỗi cái cảm thọ an lạc không, và có thể an trú ở đấy suốt 7 ngày 7 đêm được. Vậy thì trong cái tầng thiền nó có cái sự an lạc, có cái sự hỷ lạc, và an trú ở trong đấy là an trú ở trong cái pháp lạc, cái pháp giải thoát nó rất là an lạc, và an trú ở trong đấy là để hưởng cái sự cái đạo quả giải thoát, chứ không phải lúc đấy còn phải tu tập nữa mà là đang hưởng cái đạo quả giải thoát này. Tiếp, Đức Phật có hoan hỷ với đạo quả mà ngài vừa chứng đắc không? Hoan hỷ không? À, một cái việc gì mà suốt bao nhiêu năm trời đằng đẵng bây giờ mới có kết quả, tại sao không hoan hỉ mà? Bây giờ mình làm một cái việc gì đó mà trải qua 10 năm, 20 năm mới thành công thì mình có hoan hỉ không? Chính vì cái hoan hỉ này nó làm cho Đức Phật suốt 49 ngày đêm không cần ăn thì mà mai vẫn sống ấy, sống bằng cái pháp hỉ này. Hoan hỉ có cái pháp giải thoát này. Hỷ là cái hỷ cao thượng, cái hỷ của cái pháp giải thoát nó sinh ra, chứ không phải là cái vui thú ở cái đời sống thế gian này. Khi đắc đạo rồi ngài còn cảm thấy vui buồn nữa không? Có lúc nào mình vui, lúc nào buồn không? Thế là vui buồn nữa không? Khi đắc đạo rồi thì cái tâm nó chỉ còn một cái tâm xả, nó không còn vui và không còn buồn nữa. Ý muốn nói là khi mà ngài tiếp xúc với cái cảnh trần này, ngài có tâm xả đối với tất cả các cái cảnh trần, ví dụ các cái cảnh mà mắt tai mũi lưỡi thân ý này nó tiếp xúc, thì nó chỉ còn một cái tâm dừng dưng, chứ nó không còn thấy cảnh này hấp dẫn, cảnh này chán ghét nữa. Nó không còn khởi lên cái tâm là thích cảnh này, ghét cảnh kia, mà nó chỉ còn một cái tâm xả. Cho nên là ngài không có vui với những cái vui thú ở thế gian, cũng không có buồn. Ví dụ mình được cái gì cũng không vui, khi mà người ta khen cũng không vui, khi mà người ta chê cũng không buồn, khi mà mình có được cái lợi lộc gì đấy cũng không có thích,
và khi mình có tổn hại mất mát cái gì cũng không có phiền toái, thì đấy là cái tâm sản, nó tự tại, nó không còn bị dao động bởi cái cảnh trần gian nữa. Đấy là cái tâm của một vị giải thoát, giải thoát có cái tâm tự tại như vậy. Câu hỏi nữa, người khác thấy ngài có biết ngài đã thành Phật rồi không? Nhưng bây giờ mình đi đường mình gặp Phật, mình có biết đây là Phật không? Đã khi nào gặp Phật chưa? Khi nào gặp Phật chưa? Khi thành Phật rồi nó có cái gì khác thường không? Khi thành Phật rồi thì ngài đi ở trên mặt đất hay đi trên hư không? Đi đâu? Ngài vẫn đi trên mặt đất. Thành Phật rồi ngài có bay nhảy như Tôn Ngộ Không không? Ngài có khả năng đấy không? Nhưng mà ngài có làm vậy không? Làm vậy thì chẳng khác gì con vượn thôi, chẳng khác gì con khỉ chạy nhảy lung tung, đấy là phóng dật đấy. Phóng dật thì mới thế thôi, còn ngài định tĩnh thì không có cần làm thế. Hàng ngày ngài vẫn vẫn đi lại bình thường, vẫn ăn vẫn ngủ, vẫn là người có thân có hình hài này, đấy, không có cái gì khác. Và người khác gặp ngài rồi chưa chắc đã thấy không gặp. Cho nên là khi mà ngài đến năm anh em ông Ca Diếp ấy, đến để thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như ấy, thì lúc đấy thì ông năm anh em ông Kiều Trần Như với là này đạo hữu, bây giờ đạo hữu còn đến đây làm gì, đạo hữu đến đây chúng tôi có việc gì, thì lúc ấy ngài mới nói là không được gọi Như Lai là đạo hữu mà phải gọi là Đức Thế Tôn, vì Như Lai đã giác ngộ chân lý. Nhưng mà các vị bảo chúng tôi không tin là ngày trước ngài nhịn ăn nhịn uống như thế, tu khổ hạnh như thế mà ngài còn chẳng đắc đạo, huống chi bây giờ ngài ăn uống đầy đủ béo tốt mập mạp thế này mà ngài nói ngài đắc đạo, ai mà tin? Ai mà tin? Nên là ngài nói lại lần thứ hai người ta đã đắc đạo, ta đã thành Phật, họ cũng không tin. Ngài nói đến lần thứ ba mà năm anh em ông Kiều Trần Như vẫn không tin, và sau đó ngài phải nói rằng là thế trước kia có bao giờ ta nói như thế không, trước kia có bao giờ ta nói quả quyết, ta nói khẳng định như thế không? Thì năm anh em Kiều Trần Như mới nói là đúng, trước kia ngài chưa bao giờ nói thế, ngài chưa bao giờ ngài quả quyết một cái điều gì như thế, ngài cũng chưa bao giờ nói một cái điều gì sai sự thật. Và lúc đấy họ mới chấp nhận, họ mới chịu ngồi nghe pháp. Thì nghe xong cái bài pháp Tứ Thánh Đế thì ông Kiều Trần Như mới đắc được sự quả. Cho nên là thấy Phật thì vẫn không có gì khác cả, ngài vẫn như thái tử ngày xưa vậy, nhưng mà nó khác là khác cái trí tuệ của ngài thôi. Thì một cái người phàm bây giờ đã trở thành bậc thánh, từ một cái người si mê mà bây giờ đã trở thành một bậc giác ngộ. Và chỉ có khi mà nghe cái pháp của ngài thì mới biết rằng là người có trí tuệ mới nhận ra ngài đã là một bậc giác ngộ. Hỏi các vị chư thiên có biết ngài đã thành Phật rồi không? Khi mà ngài thành Phật rồi ngài có nói với các vị chư thiên này, các vị tôi thành Phật rồi đấy, có nói vậy không? Vậy các vị chư thiên có biết không? Chư thiên ai bảo có, ai bảo không? Có hay không? Cả hai. Vị nào có tha tâm thông thì mới biết ngài là thành Phật. Có những vị chư thiên người ta có tha tâm thông, có những vị chư thiên người ta tu luyện về thiền định, hoặc là các vị phạm thiên người ta có cái năng lực thiền định rất là cao, thì người ta biết. Và ngay cái lúc mà ngài thành Phật thì quả đất chấn động, và đất chấn động, đất rung động, đất chấn động. Và nhiều vị chư thiên phạm thiên người ta sống qua nhiều đời vị Phật quá khứ rồi nên người ta biết, rất nhiều người đã biết. Những cái vị nào có tha tâm thông thì biết ngài đã thành Phật. Còn những vị nào không có tha tâm thông thì không biết là ngài thành Phật. Cho nên là có vị mới hoài nghi, bằng có người thì bảo ngài thành Phật rồi, mà có người bảo sao ngài thành Phật mà ngài vẫn cứ quanh quẩn ở gốc cây bồ đề. Và rất nhiều người nghi, cho nên là ngài đã hóa giải cái hoài nghi đấy, nhưng mà ngài biến ra con đường bằng châu báu để đi thiền hành quanh cái cội bồ đề đấy suốt 7 ngày 7 đêm. Tuần thứ nhất sau khi thành đạo, Đức Phật đã đi đâu? Ngài đi thiền quả dưới gốc cây bồ đề. Tuần thứ hai Đức Phật đã hành thiền ở đâu?
nhớ Đức Phật hành thiền phải không? Ngài đứng, ngài không có hành thiền mà đứng ngộ nhìn cây bồ đề không chớp mắt. Đến tuần thứ hai, tuần thứ ba, sau cái tuần thứ hai thành đạt, ngài vẫn ở lại cây bồ đề hay ngài đã đi nơi khác? Lúc cái tuần thứ ba này ngài đã đi nơi khác chưa? Đi quanh quẩn ở cây bồ đề à, triển hành đó, xung quanh đó. Vì diệu pháp thâm sâu mầu nhiệm đã được Đức Thế Tôn quán chiếu khi ngài dưới gốc cây bồ đề, có phải không? Có phải là ngài quán chiếu dưới gốc cây bồ đề không? Vậy ngài quán chiếu ở đâu? Rồi, không. Đức Phật quán chiếu vi diệu pháp này ở trong một cái bảo tháp, trong một cái bảo cung Ratanavara, rồi tuần lễ thứ tư sau khi thành đạt. Khi ngài thành Phật rồi, ác ma còn dám đến quấy nhiễu được không? Tại sao? Có, vì ác ma không biết được khả năng siêu phàm của Phật. Lúc đấy ngài làm cho ba con ma đấy trở thành bà già luôn đấy. Không, đừng đến thì có phải là không sao không? Đến tự nhiên biến thành bà già luôn đấy. Phật dùng thần thông ấy, cho thấy được cái thân này nó vô thường như thế. Cứ tưởng đẹp à, tưởng là làm tiên mà đẹp mãi à, cho biến thành bà già luôn, khiếp bỏ chạy luôn đấy. Vì lúc đấy ngài thành Phật rồi, thần thông ngài quảng đại lắm. Lúc trước ngài chưa thành Phật cho nên là ngài có cái ba la mật bảo vệ. Thì bây giờ ngài thành Phật rồi mà. Vị chúa rồng đã che mưa cho Phật ở tuần thứ sáu là chúng sinh ở cõi nào? Rồng thì ở cõi nào? Rồng có phải rắn không? Rồng với rắn thì có giống nhau không? Phải là con rắn ở trong hang không? Vậy thì rồng có lẽ là loài súc sinh hay là loài gì? Loài gì? Mặt trời nhá, rồng này là trời, rồng trời đấy, không phải là súc sinh đâu. Chư thiên là cõi tứ thiên vương. Ở cái cõi trời tứ thiên vương có rất nhiều cái chư thiên, có chư thiên ở trên hư không này, có chư thiên thì ở trên mặt đất, có chư thiên thì ở dưới trong lòng đất, có chư thiên ở dưới nước. Thì loài rồng này sống ở, chủ yếu là sống dưới nước. Rồng sống dưới nước thì thân hình là rồng nhưng mà vẫn có thể biến hiện thành người. Các vị đấy vẫn là các vị chư thiên. Rồng thì có cái tâm hơi sân một tí nhưng mà có cái thần lực, vẫn có được hưởng cái thiên đàng, có tiên giới. Trong quá khứ có khi nào Đức Phật đã đầu thai làm rồng không? Có rất nhiều ha. Đức Phật đã từng trong quá khứ mà khi mà còn tu Bồ Tát ấy, ngài đã từng những trải qua rất nhiều cái kiếp làm rồng, làm chúa rồng Naga ấy. Và rồng cũng là một trong những cái cõi hưởng phước báo rất là lớn. Các cái cung điện bảo toàn là bằng châu báu, bằng vàng bạc. Thỉnh thoảng có những vị vua ở trên thế gian này xuống cái cõi rồng dạo chơi và chợ vàng bạc về, xây cung điện bằng vàng bạc được. Đức Phật đã thực hành pháp thiền gì vào tuần thứ bảy? Ngài nhập thiền quả giải thoát. Tiếp, Đức Phật có phải là bậc A-la-hán không? Yes, có. Phật là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Đức Phật là bậc A-la-hán chứ không phải là bậc A-la-hán bình thường như các bậc A-la-hán khác. Nếu mà gọi Đức Phật thì phải tên cái câu chánh đẳng chánh giác, chứ không được gọi Đức Phật là bậc A-la-hán thì nó sẽ, người ta sẽ đồng hóa Phật với các bậc A-la-hán khác. Nên là rất nhiều người bây giờ người ta hiểu sai Phật, người ta cứ nghĩ là Phật với A-la-hán như nhau. Nhiều người người ta hạ thấp Phật xuống, người ta bảo Phật chẳng qua thì là người giác ngộ trước, A-la-hán là người giác ngộ sau. Giống như là một cái người thầy dạy cho đệ tử thì thầy là cái người là sinh trước ấy, có được học trước, còn đệ tử thì học sau, con hiếu cha, nhà có phúc. Nhiều người người ta cứ nghĩ là chắc là nhiều vị A-la-hán, nhiều vị đệ tử còn giỏi hơn Phật, nên sau này người ta chế ra các kinh khác, người ta bảo các kinh về sau này còn hay hơn kinh của Phật. Nên nó sai lầm to ấy. Vì Phật là một bậc A-la-hán nhưng mà chẳng là chánh giác. Trí tuệ của Phật mới là trí tuệ không có giới hạn.
trí tuệ của các bậc A-la-hán có giới hạn. Thế còn cho nên là Đức Phật thì thấu suốt quá khứ hiện tại tương lai, còn các bậc A-la-hán chỉ có giới hạn một cái mức độ nào đấy chứ không có thấu suốt như Phật. Cho nên là khi nói là Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán thì phải thêm cái câu đấng chánh đẳng chánh giác thì nó mới đầy được. A-la-hán có ý nghĩa gì? Sao lại A-la-hán? A-la-hán ý nghĩa của A-la-hán là thế nào? Có ai thấy được, có ai biết được ý nghĩa của A-la-hán không? Tra Google xem. A-la-hán có ba nghĩa: loại trừ hết phiền não, xứng đáng được cung kính cúng dường và giải thoát khổ đau sinh tử. Đây là cái ý nghĩa của một vị A-la-hán. Tại vì cái từ A-la-hán này không thể dịch ra cái tiếng Việt cho nó không thể dùng một cái câu ngắn gọn như thế để mà dịch ra được. Cho nên là phải để nguyên chữ âm của nó A-la-hán. Còn cái người Ấn Độ cổ ngày xưa đọc cái từ A-la-hán người ta hiểu một bậc đã giải thoát, một bậc xứng đáng được cung kính cúng dường. Nhưng mà người Việt Nam mình thì phải dịch cho nó đầy đủ nghĩa thì mới hiểu được. Còn nói mỗi chữ A-la-hán chưa hiểu hết, loại trừ hết phiền não, chứng nhận được cung kính cúng dường và giải thoát sinh tử, như thế mới là A-la-hán. Vậy phiền não là cái gì? Đoạn trừ hết phiền não, cái gì mà có thể đoạn trừ được phiền não? Phiền não là một cái trạng thái tâm ấy. Tâm của mình mà mình đoạn trừ được, đoạn trừ là cắt đứt được nó ra, cắt đứt được nó ra, dứt bỏ được nó đi. Vậy phiền não là cái gì mà đoạn trừ được? Nhổ được cái phiền não lên. Người ta bảo là phiền não này nó có cành, có đá, có cây, có gốc, có thân cây, có gốc, có rễ. Nhổ nó bằng khi nào muốn dứt được nó, tức là phải nhổ được tận gốc rễ của nó đi thì nó mới không mọc trở lại nữa. Còn nếu mà chỉ dứt cái cành đá của nó đi thì nó mới mọc trở lại. Vậy cái phiền não này nó có giống cây không? Giống cái cây mà vườn mình trồng, mình nhổ một cái là hết. Đấy, phiền não là các cái tâm bất thiện sinh khởi ở trong tâm. Tám tâm tham, hai tâm sân và tâm hai tâm si. Tức là nó thuộc vào các cái tâm tham sân si. Tham mà chia chẻ ra thì nó có tám loại tham. Sân mà chia chẻ ra thì nó có hai loại sân, và si mà chia chẻ ra nó có hai loại si. Tham ở đây có nghĩa là khi mình có cái tâm hiểu sai sự thật, mình có cái tâm tà kiến, tham ái tà kiến, tham tà kiến, tham ngã mạn, thì lúc đấy thì nó chia chẻ ra thành tám loại tâm. Tham có nhắc bảo, tham không cần nhắc bảo, tham có hỉ mà tham không có hỉ. Tâm sân vậy, có cái sân này tự động mình khởi đến tâm sân, mà có khi bị người khác xúi dục mà khởi đến tâm sân. Cho nên nó có hai loại tâm sân là vậy. Một loại là tự mình tức tối cái gì đó mình khởi cái sân lên. Hai là khi mà bị nghe người khác xúi dục thì mình khởi cái sân lên. Cho nên nó có hai loại tâm sân. Si cũng thế. Si thì nó là một cái loại si mà do tâm của mình nó phóng dật. Và một cái loại si là si hoài nghi, nghi ngờ. Ví dụ bây giờ hỏi là có địa ngục hay không? Bảo có, cũng có thể có, cũng có thể không. Thì cái tâm đấy là tâm gì? Tâm đấy là tâm si. Nếu như mình là người không si thì mình phải biết là có hoặc không có. Còn mình trả lời nước đôi thì là mình si rồi. Si là trả lời nước đôi. Chưa có một vị đến đây bảo là tôi tu tập dứt hết tâm si rồi. Thì hỏi là thế có định ngục không? Thì mình bảo là trong kinh nói vậy mà chẳng biết có khó không? Thế là bảo là chỉ dứt si rồi thì phải biết chứ này, còn nghi ngờ như vậy là vẫn còn si ha. Dứt si rồi thì phải biết là có hay không? Còn phân vân lưỡng lự, hoài nghi như vậy là còn si. Thế bây giờ mấy người mà đã hết si thì hỏi gì là phải biết cái động. Hỏi mà không biết nào, chưa hết si. Đâu là đúng, đâu là sai. Cho nên một cái si là phóng dật, là cái tâm nó cứ nghĩ lung tung, nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyện kia một tí, thì đấy là cũng là tâm si. Đấy gọi là si phóng dật, là cái tâm của mình nó không có an trú được ở một điểm liên tục,
mà cứ một lúc nó nghĩ chuyện này, nó cứ nghĩ chuyện kia, nó cứ nghĩ nan man nhiều chuyện như vậy. Thì đấy cũng là tâm si, hoài nghi là si, phóng dật là si. Và cái người làm sao mà người ta cứ thích ham chơi ấy. Thì cái người ham chơi là người có tâm gì? Là người có tâm si phóng dật này. Người ta không có ngồi lâu một chỗ được, người ta không ngồi lâu một chỗ, người ta cứ thích cái này một tí nhưng mà rất chóng chán. Cái gì người ta thích nhưng mà người ta lại chán ngay, thích tí chán ngay. Thì đấy là tâm phóng dật. Hỏi khi diệt hết phiền não rồi thì tâm gì sẽ sinh khởi? Lúc mà có phiền não thì tâm tham, tâm si, tâm sân, tâm si nó sinh khởi phải không? Vậy khi mà phiền não hết rồi thì cái tâm gì nó sinh khởi? Giống như là bây giờ cái cây ở trong vườn mình nhổ hết cỏ rồi thì cái gì nó mọc? Thì đất nó trống trơ vậy à? Nhổ cỏ rồi thì cái gì nó mọc lên? Nhổ hết tham sân si rồi, mấy cái cây tham nhổ đi rồi, cây sân nhổ đi rồi, cây si nhổ đi rồi thì cây gì nó mọc ở cái chỗ đấy, ở cái tâm đây, ở cái mảnh đất tâm nó còn lại cây gì? Tâm gì? Ai trả lời đúng cái này? Ai trả lời đúng, xem là trong cái mảnh đất tâm bây giờ còn lại tâm, còn lại cây gì đây? Mấy có đúng không nhỉ? Còn lại vô tham, vô sân, vô si ha. Đấy, thì trong tâm nó sẽ còn lại cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Nó có cái tâm đấy. Như bây giờ mình nhìn thấy cái ngoại cảnh ở bên ngoài kia mà mình dừng dưng với nó thì đấy là vô tham, phải không? Bây giờ có ai mà nói không tốt về mình ấy, mà cái người này rất là xấu xa, nhưng mà mình vẫn dừng dưng thì đấy là vô sân. Còn cái vô si thì làm sao? Vô si thì làm sao? Vô si thì luôn luôn, tức là có trí tuệ, thấy và biết đúng như thật, thấy và biết đúng với sự thật, thì đấy là vô si. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy cảnh vật thì mình biết cảnh vật này là vô thường, đấy là vô si. Còn cái người mà có cái tâm si thì thấy cảnh này đẹp, cảnh này xấu, thì đấy là si. Còn cái người mà vô si, cảnh này là khổ, cảnh này là vô thường, cảnh này là giả tạm, thì đấy là cái tâm vô si. Đấy là vô si có nghĩa là tuệ. Cái gì nó hướng đến tuệ thì đấy là vô si. Hiểu đúng sự thật thì là tuệ, tuệ thì là vô si. Hiểu sai sự thật thì là si. Vậy thì hết tham sân si chỉ còn lại vô tham, vô sân và vô si. Nên tâm tiếp. Ngài xứng đáng được cúng dường là làm sao? Tại sao Ngài lại xứng đáng được cúng dường? Cúng dường là mọi người đem mọi thứ đến cúng dường. Ví dụ như mình dâng hoa đến cúng, đang cúng Ngài, dâng quả đến cúng Ngài, dâng nước ngọt đến cúng Ngài, dâng hương đến cúng Ngài. Đấy là Ngài xứng đáng được cúng dường. Vậy đấy, mình cúng hết ngày này qua ngày khác, hết đời này qua đời khác. Tại sao mình không cúng Ngài, mình cứ mang đến Ngài mình cúng? Tại sao lại thế? Vì cúng dường Ngài thì nhận được những quả báo lớn, những công đức lớn. Giống như là Ngài lúc đấy là cái rụng phước điền tối thượng. Cúng dường Ngài ít mà sẽ nhận lại được rất nhiều. Lúc đấy Ngài là cái rụng phước điền. Cho nên là đến cúng là để gieo nhân, vì hạnh phúc, vì lợi ích của cái người cúng dường. Được nhận lại cái quả báo lớn, nhận lại cái công đức lớn. Cho nên là mình cúng dường Ngài như vậy. Cho nên mới nói là xứng đáng được nhận sự cúng dường. Bây giờ mình bảo ai cúng dường tôi, người đó sẽ được lợi ích lớn, mình có dám nói vậy không? Nói vậy là mình sẽ đọa, vì công đức của một vị Phật rất là lớn. Hỏi khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, mọi người dâng lễ cúng dường thì Ngài có nhận được không? Giờ ở đây dâng các cái thứ kia nên cúng dường, Ngài có nhận không? Hàng ngày mình đi đến chùa bao giờ phải mang cái gì đến thì cúng ấy, dâng lên cúng Phật mình mới thấy có cái sự hoan hỷ. Vậy dâng lên cúng Phật, Phật có nhận không? Có à? Không à? Bây giờ mình mang lên dâng ai một cái gì đó mà người ta không nhận thì mình có vui hay buồn? Bây giờ mình cho ai một cái gì đó mà người ta không nhận thì sao?
Vậy bây giờ mình dâng lên mình cúng cho Phật đấy thì Phật có nhận hay không? Không, cái Phật không có nhận. Bây giờ ngày nhập Niết Bàn rồi, ngày đâu có còn đây để mà nhận. Dâng cúng là vì cái tâm thành kính của mình. Mọi người cầu xin Ngài phù hộ, vậy Ngài có phù hộ không? Những người Phật tử đến chùa cứ xin nhé, Ngài phù hộ cho con được mạnh khỏe, Ngài phù hộ cho con được giàu sang, phù hộ cho con được nhiều tài nhiều lộc ấy, may mắn. Chị Đức Phật có phù hộ cái này không? Có phù hộ. Đây chỉ người mê tín thôi, chỉ phù hợp với người mê tín thôi. Người mà học Phật pháp, hiểu biết Phật pháp thì không có cái mong cầu này. Mong cầu này là với những người si, người có trí thì không có mong cầu cái này. Không, không có phù hộ cho ai hết. Không phù hộ cho mà mình cứ cầu vậy thì là làm sao? Còn như vậy chỉ ấy thôi, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Tiếp, mọi người tụng kinh niệm Phật Ngài có nghe được không? Hàng ngày mình tụng kinh niệm Phật, Phật có nghe không? Những người mê tín người ta vẫn nghĩ là Phật có nghe. Tụng kinh niệm Phật ấy, cứ nghĩ là Phật sẽ nghe. Vậy ai nghe? Phật có nghe thì ai nghe? Có mình nghe, có chư thiên thì nghe. Những chúng sinh, những chúng sinh khác thì nghe. Mình nghe, những người khác nghe, chư thiên ở xung quanh mình nghe. Chứ Phật không nghe. Chúng sinh là Phật không nghe. Phật không nghe. Dâng lễ vật cúng dường tụng kinh lễ bái có công đức không? Phật dâng với Phật là Phật không nhận rồi nhá. Tụng kinh là Phật không nghe rồi nhá. Lễ Phật là Phật không biết rồi nhá. Vậy có công đức không? Để có ai hay cúng dường này, ai hay tụng kinh lễ bái này, có được cái gì không? Có được cái ông mà làm ngày nào cũng làm đâu. Có công đức lớn, được lợi ích lớn, được công đức lớn. Mình cúng Phật, Phật không có nhận. Mình tụng kinh, Phật không có nghe, nhưng mà vẫn có công đức. Mình dâng cúng Phật cái gì vẫn có công đức. Nhưng với cái điều kiện là mình phải tưởng nhớ đến cái ân đức của Phật. Mình cung kính Phật bởi vì Phật là một cái bậc có trí tuệ lớn, có công đức lớn. Phật là một bậc khai mở ra cái giáo pháp cao thượng, dẫn dắt nhiều người đi đến giải thoát. Mặc dù Ngài không còn hiện hữu ở thế gian nữa, nhưng mà cái trí tuệ và đạo đức của Ngài vẫn còn ở thế gian. Cái pháp của Ngài vẫn còn ở thế gian. Có phải không? Cái pháp của Phật vẫn còn ở thế gian. Cái pháp. Mà ai thấy pháp thì người ấy thấy Phật. Vậy trong cái lúc mình dâng cúng Phật, mình phải hướng tâm đến cái pháp của Phật. Thì lúc đấy mình mới có công đức. Còn mình mà nghĩ Phật là một vị thần linh đang ngồi vui vẻ với lại cái món quà mình dâng cúng đấy, thì mình sẽ khởi lên cái tâm tà kiến ấy. Hiểu sai thì nó không có công đức, mà hiểu đúng thì nó có công đức. Hiểu đúng với pháp thì nó có công đức. Mình hiểu về đạo đức, về trí tuệ của Phật, hiểu về cái giáo pháp của Phật, dâng cúng về cái lòng tri ân. Giống như mà lúc mà Đức Phật 7 ngày 7 đêm nhìn một cây bồ đề không chớp mắt ấy, thì cây bồ đề nó có thấy không? Nó có thấy, ôi có vị kia đang nhìn mình kìa, vị kia say sưa nhìn mình kìa, không chớp mắt kìa. Cái bồ đề nó có thấy vậy không? Nó không, mà Ngài vẫn làm vậy phải không? Ngài làm vậy là vì cái gì? Là lúc đấy là vì cái tâm, đấy là cái tâm biết ơn. Bây giờ mình cúng dường Phật cũng vậy. Phật bằng đá, Phật không phải bằng xương, bằng thịt. Nhưng mà vẫn dâng lên đầy đủ các cái món vật dụng hàng ngày đấy. Nhưng mà Phật không có dùng cái gì hết, mình dâng lên mình hạ xuống mình dùng thôi. Nhưng mà cái công đức vẫn có. Cái công đức của sự cúng dường là vẫn có. Mình vẫn cúng dường, vẫn được quả báo lớn, vẫn được công đức lớn. Là do cái tâm của mình có cái sự liên hệ đến cái giáo pháp. Có cái sự hiểu đúng với cái pháp cúng dường. Cho nên nó vẫn có công đức là vậy.
Hỏi bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Ai biết Đức Phật đang ở đâu? Đang cõi nào? Đức Phật có đang ngồi ở trên bàn không? Có đang núp ở trong pho tượng không? Đức Phật ở chùa này hay Đức Phật ở chùa khác? Một vị Phật nên mà chùa nào cũng thờ thì ngài ở đâu? Giống như có một người cha, người con nào cũng mời cha đến nhà con, ra đến nhà con thì người cha đi đâu? Đến nhà đứa này thì mất lòng đứa kia. Thế bây giờ mình cũng khấn Phật, ở đằng kia người ta cũng khấn Phật thì Phật nghe ai? Bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Đâu ai biết? Ai biết được cái này? Rồi bây giờ, tức là bây giờ thì ngài đã nhập niết bàn, vì đấy ai cũng biết rồi. Vậy thì niết bàn có tồn tại hay không? Niết bàn có tồn tại hay không tồn tại? Tức là ở trong niết bàn đấy, bây giờ ngài có đang làm cái gì ở trong niết bàn đấy? Vậy niết bàn là có tồn tại hay không tồn tại? Niết bàn còn một Phật nữa không? Hay niết bàn không có Phật? Đức Phật nhập vào trong niết bàn. Vậy ở trong niết bàn đấy có Phật hay không có Phật? À. Niết bàn có tồn tại hay không tồn tại? Niết bàn không có tồn tại cũng không không tồn tại. Niết bàn không có tồn tại cũng không không tồn tại. Thế vậy thì hỏi, vậy ngài nhập niết bàn rồi thì tâm thức có còn nữa không? Có còn tâm thức nữa không? Cái gì nó nhập vào niết bàn? Thân nhập niết bàn hay tâm nhập niết bàn? Vậy ở niết bàn đấy nó có cái thân hay có cái tâm? Có cái thức nó đi vào niết bàn không? Vượt ngoài suy luận ha, trạng thái niết bàn không. Ngài nhập niết bàn rồi thì còn tâm thức nữa không? Câu trả lời là không. Ở niết bàn là không còn tâm thức nữa. Khi mà một vị mình nhập đại bát niết bàn ấy, thì cái năm uẩn ấy, sắc thọ tưởng hành thức nó không còn cái gì cả, nó không còn uẩn nào nữa. Ví dụ một cái chúng sinh mà còn hiện hữu thì nó còn uẩn. Ví dụ chúng sinh mà sinh lên cái cõi người thì nó có năm uẩn. Chúng sinh lên cái cõi phạm thiên thì nó cũng có năm uẩn. Chúng sinh mà sinh vào cái cõi vô tưởng thì nó có nhất uẩn, nó là có sắc uẩn. Chúng sinh mà sinh về cái cõi không vô, cái cõi vô sắc giới thì nó có bốn uẩn. Tức là nó trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình còn ở trong các cái cõi đấy thì nó phải còn một uẩn hoặc là năm uẩn hoặc bốn uẩn. Nhưng mà nhập niết bàn thì không còn uẩn nào cả, không còn sắc, không còn thọ, không còn tưởng, không còn hành, không còn thức. Có nghĩa là không còn thân và không còn tâm. Đấy là cái trạng thái nhập niết bàn. Nhập đại bát niết bàn là vậy. Nó không còn thân và không còn tâm thức nữa. Không còn tham ái, không còn chấp thủ. Cái tâm thức nó không còn bám vào đâu nữa cả. Vì nó không còn cái gì để nó chấp thủ nữa. Còn chúng sinh mà còn chấp thủ thì nó mới còn thân tâm. Còn hết chấp thủ thì hết cái thân tâm. Nếu có người hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết thì Đức Phật sẽ trả lời như thế nào? Đã có ai hỏi Đức Phật vậy chưa? Bạch Đức Thế Tôn là ngài khi mà Đức Thế Tôn niết bàn thì ngài còn tồn tại hay không tồn tại? Thì Đức Phật sẽ trả lời rằng ta không trả lời. Đức Phật trả lời vậy. Đức Phật, nếu ai hỏi cái câu đấy Đức Phật trả lời ta không trả lời. Dù con đến chết ta không trả lời câu hỏi này, vì nó không liên hệ đến mục đích giải thoát, vì nó vượt khỏi ngoài sự hiểu biết của người phàm phu. Itibiso bhagava arahang sammasambuddho. Đấy là những ý nghĩa mà Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường. Sát tặc được trừ hết phiền não, ứng cúng là xứng đáng được cúng dường, và vô sanh tức là người đã chấm dứt khổ đau sinh tử, cho nên là ngài có cái ân đức thứ nhất. A La Hán, câu hỏi tiếp, chánh đẳng giác có ý nghĩa gì? Chánh đẳng giác, người ta rất là kính lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác.
thì là trí tuệ thấy biết không bị năng che, thấu suốt quá khứ, thấu suốt hiện tại và thấu suốt vị năng. Không bị ngăn che, tức là toàn giác trí. Cái trí tuệ đấy được gọi là chánh đẳng giác, Sammasambuddho, đang chánh đẳng chánh giác. Đức Phật có những loại trí gì? Trí tuệ của Ngài thấy được quá khứ, thấy hiện tại, thấy tương lai, đấy là trí gì? Đức Phật là có bao nhiêu cái trí? Ai biết được cái trí của Phật không? Minh của Phật ấy. Có bao nhiêu vị trí, có bao nhiêu minh? Trí gì? Đức Phật có thấy được đời kiếp, kiếp sống quá khứ không? Đấy là một loại trí ha. Thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh là loại trí thứ hai. Biết được tâm của người khác là loại trí thứ ba. Nghe được âm thanh của người khác là loại trí thứ tư. Loại trí thứ năm là gì? Là loại trí có thể biến hóa. Loại trí nữa, lậu tận trí, trí dứt hết phiền não. Vậy đây là những cái trí của Phật. Đức Phật có 8 loại trí: túc mạng trí, thiên nhãn trí, thiên nhĩ trí, tha tâm trí, lậu tận trí, thần thông trí, hóa tâm trí và thiền tuệ trí. Đấy là 8 cái trí của Đức Phật. Đây có ai trí, đây có ai có cái trí nào trong 8 trí này không? Ai có 8 trí nào? Có thấy được đời quá khứ không? Thấy được sinh tử của chúng sinh không? Có nghe được âm thanh khác không? Biết tâm người khác không? Có hết phiền não không? Có thần thông không? Hóa tâm. Hóa tâm trí tức là một vị Phật có thể hóa ra một vị Phật khác. Và cái vị Phật mà hóa ra đấy có thể thuyết pháp được như như Phật. Cái này có thể hóa ra một người mà đang làm một cái công việc như Ngài luôn. Như là Đức Phật thuyết pháp ở trên cõi trời đau nợ trong 3 tháng đấy. Thì đến giờ đi ăn, đến giờ đi ngủ thì chư thiên người ta không cần ăn ngủ, nhưng mà Phật thì vẫn còn phải ăn, vẫn phải ngủ. Cho nên Ngài có thể hóa ra một vị Phật khác để thay Ngài thuyết pháp, và Ngài đi xuống nhân gian đi khất thực. Đây là hóa tâm Phật, thiền tuệ trí. Ngài cái trí tuệ có thể quán pháp được các cái pháp chân đế. Đây là các cái loại trí của Phật. Đức Phật có những đức hạnh gì? Nhưng mà sao lại gọi Ngài là Minh Hạnh Túc? Đức Phật có 15 loại đức hạnh: hạnh giữ giới thanh tịnh, hạnh thu thúc 6 căn thanh tịnh, hạnh chi túc trong vật thực. Giữ giới, cái giữ giới thanh tịnh của Đức Phật là thanh tịnh đến cái mức mà không còn một bất cứ một cái tiền kiên tật nào, tức là không còn một cái tật xấu nào nữa. Chỉ có một vị Phật mới hết tật xấu, còn một vị A La Hán vẫn còn tật xấu. Những cái tật mà rồi những cái kiếp trước nó vẫn còn ảnh hưởng, những cái tiền kiên tật ấy. Như là một cái người mà kiếp trước đã có nhiều kiếp mà hay làm, hay nói một cái câu thô tục nào đấy, thì đến lúc thành A La Hán rồi có khi nó vẫn còn bị ảnh hưởng cái tính cách đấy. Hay là một người có nhiều kiếp từng làm súc sinh chẳng hạn. Ví dụ ngày xưa có một cái vị tỳ kheo ni này, vị ăn rất là khỏe, ăn rất là nhiều, ăn nhiều bằng 10 người khác, mà vị thì đã chứng A-la-hán rồi. Mà sao vị ăn nhiều như thế thì mọi người mới không tin, mà cái cô này cô ăn tham ăn như thế này, ai bảo cô chứng A-la-hán, ăn gì mà ăn khỏe như thế. Thế là sau đó thì cô ấy nói là vì kiếp trước cô là con voi ăn nhiều, nhưng bây giờ nó vẫn còn cái tánh ấy, cái tật ấy. Còn Đức Phật thì mới hết, chỉ có một vị Phật hết tật xấu. Đấy là cái giữ giới là cao thượng nhất, thu thúc các căn thanh tịnh, hạnh chi túc trong vật thực. Thì hầu như là mỗi ngày Đức Phật đi khất thực, xong là Đức Phật ngồi và Đức Phật dùng tay và ăn 49 miếng, chỉ cần ăn bằng đấy là đủ, không ăn nhiều hơn. Chi túc trong vật thực, hạnh thức tỉnh tức là ngủ nghỉ rất là ít. Thường thường người Phật một đêm chỉ ngủ khoảng 2 tiếng là đủ, 2 tiếng là nhiều, nhiều nhất là ngủ đến 2 tiếng thôi, không có ngủ quá nhiều. Nên đầu đêm đi kinh hành, cuối đêm đi kinh hành, giữa đêm thì Ngài mới ngồi nằm kiết già, theo thế kiết già của con sư tử ấy. Hướng về phía bên hữu, tức là Ngài
gối tay lên cái gối đầu lên cái tay bên phải, nghiêng về bên phải, nằm hướng theo thế kiết già, và chợp mắt một chút xíu. Sau đó là nghĩ đến cái sự thức tỉnh đã. Trong cái lúc ngủ là ngài luôn luôn ấn định cái giờ ngủ, chỉ trong một cái khoảng thời gian này rồi sau đó hãy tỉnh lại và tiếp tục hành thiền, nhập vào thiền quả. Và sau đó đến rạng sáng thì ngài mới nhập vào cái tâm đại bi, quan sát chúng sinh ai là những người đáng được độ thì hôm đấy ngài đi ngài để độ cho những cái chúng sinh đó. Nên hạnh thức tỉnh của Đức Phật, hạnh đức tin, là Đức Phật có tín, có hạnh chánh niệm và hạnh hộ thẹn tội lỗi, tín niệm tàn quý. Cái hạnh đấy là vẫn có nơi các bậc thánh, thì những cái hạnh đấy nó rất là mạnh. Người phàm phu cái tín niệm tàn quý nó yếu, nhưng các bậc thánh cho tín niệm hạnh đấy nó mạnh lên. Hạnh gây sợ tội lỗi, hạnh đàm văn, hạnh tinh tấn, hạnh trí tuệ, hạnh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, đấy là 15 cái hạnh. Ở trong sơ thiền, ở trong các cái tầng thiền này nó cũng là một cái pháp thiện, là những cái thiện pháp, là những cái hạnh, là những cái đức hạnh. Trong cái đấy thì thân tâm đều được thu thúc, đấy là những cái hạnh. Nhưng mà đối với một vị Phật thì những cái hạnh này là hạnh thiện hay là hạnh gì? Những cái hạnh này có để lại cái nghiệp thiện không? Để lại nghiệp gì? Để lại cái nghiệp mà không thiện không an, để lại cái nghiệp vô ký. Một vị Phật thì ngài vẫn có giữ giới, vẫn thu thúc, vẫn chi túc, vẫn thức tỉnh, vẫn hành thiền. Nhưng mà tất cả những cái hành đấy nó là cái hành xả hết. Tất cả những cái hành đấy nó đi với cái tâm xả. Nó không có thiện mà nó không có bất thiện, nó thành hành vô ký. Giống như các bậc A-la-hán cũng vậy. Thì tất cả những cái đức hạnh nó vẫn đầy đủ, nhưng mà cái tâm nó không để lại nghiệp gì hết. Ví dụ như là ngài giữ giới, ngài không thấy có cái ta giữ giới. Còn với một người mà chưa có giác ngộ, chưa có diệt trừ hết phiền não, thì khi giữ giới vị đó vẫn còn thấy cái ta đang giữ giới, ta đang thu thúc các căn, ta đang thức tỉnh, ta đang chi túc, ta đang ngồi thiền, nó vẫn có cái ta ở trong đấy. Nhưng với một cái vị giác ngộ rồi thì không còn cái ta nữa, mà chỉ có cái danh sắc nó đang giữ giới, có danh sắc nó đang ngồi thiền, có danh sắc nó đang nghe kinh, thì nó chỉ còn thấy cái danh sắc, nhưng mà luôn luôn thấy sự thật, cái tâm nó luôn luôn thấy được cái sự thật, mà nó thì cho nên là nó không để lại một cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện gì cả. Cái hạnh của một vị Phật đấy là cái hạnh thứ ba, quý chánh sarana sabano, minh hạnh túc, đây là đầy đủ cả minh và hạnh. Hỏi tiếp, Đức Phật có nói ra tất cả những gì mà ngài đã biết không? Ngài có giấu cái gì không? Biết gì chia sẻ hết với người khác không? Mình mà biết cái gì mình có chia sẻ hết với người khác không? Nhưng mà dạy lại học trò thì mình có dạy hết không? Hay là giữ lại một tí để phòng thủ? Giống như là các cái vị võ sư ấy, có chuyển hết cho đệ tử không? Nhưng mà sau này nó giỏi hơn, nó phản thầy thì sao? Thì Đức Phật có nói ra tất cả những gì mà ngài đã biết không? Có giữ lại cái gì không? Đức Phật không có nói hết những cái gì mà ngài biết. Ngài biết thì rất nhiều, ngài biết thì như nhiều như lá ở trong rừng. Nhưng ngài nói ra thì chỉ bằng cái lá ở trên bàn tay thôi. Ngài chỉ nói một tí xíu, một tí tẹo những cái mà trí tuệ của ngài thấy biết rất là rộng lớn. Thì có phải là Đức Phật không chia sẻ hết cho mình không? Sao Đức Phật không nói hết ra, không nói hết ra cho mình biết đi, thì cho mình bằng Phật đi, mà ngài chỉ nói ít như vậy? Bởi vì ngài không muốn nói ra những cái gì vô ích, ngài chỉ nói ra những cái gì có lợi ích mà thôi. Có lợi ích thì nói, cái gì không có lợi ích không nói. Khi mình giác ngộ rồi mình sẽ biết được rất nhiều thứ, nhưng chỉ nói ra một thứ, đó là một cái thứ gì có lợi ích mà thôi. Cái gì là sự thật và có lợi ích? Đức Phật nói ra một sự thật có lợi ích thì cái gì là sự thật và cái gì có lợi ích? Sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự thoát khổ và con đường thoát khổ là những sự thật có lợi ích. Đây là những cái sự thật có lợi ích mà Đức Phật nói. Còn những cái khác là ngài không nói. Ngài không có nói những cái pháp liên hệ đến thế gian,
không có. Ví dụ là ngày xưa Đức Ngài rất là giỏi võ thuật, bây giờ Ngài dạy cho con một bài võ, con có dạy không? Không có dạy. Ngài rất là giỏi về tướng số, bây giờ Ngài dạy cho con cái pháp tướng số để con đi coi bói với người khác, có dạy không? Bây giờ con muốn có một cái năng lực thần chú có thể gọi gió hô mưa, Ngài dạy cho con cái đấy, Ngài có dạy không? Không có dạy. Không có dạy những cái vô ích, vô tích sự đấy. Ngài chỉ dạy những cái gì đem đến sự thoát khổ mà thôi. Nên Ngài dạy sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự thoát khổ và con đường đưa đến thoát khổ. Đó là những sự thật có lợi ích. Sukhato thiện thể, đây là cái ân đức thứ 4, thiện thể. Sukhato. Phải biết tại sao Đức Phật lại nói ra được những sự thật có lợi ích? Tại sao Ngài biết đây là sự thật và tại sao Ngài biết là nó có lợi ích? Ngoài chấm mơ. Tại sao? Đây là sự thật, đây là có lợi ích. Mình có biết được đây là sự thật và đây là những cái có lợi ích không? Bởi vì Đức Phật đã thấy rõ ràng các pháp trên thế gian. Tức là Đức Phật đang là một bậc thông thạo tất cả các pháp ở trên thế gian ấy. Không có cái gì là Ngài không thấy, không có cái gì Ngài không biết. Với cái trí tuệ toàn giác của Ngài, Ngài thấy được cái này nó có lợi ích, cái này nó có tác hại. Thấy được dục, thấy được cái vị ngọt của dục, thấy được sự nguy hiểm của dục, thấy được cái sự xuất ly của dục, thấy được tất cả pháp cùng với các nhân. Đức Phật biết rõ như thật. Hỏi Đức Phật thấy biết các pháp gì về thế gian, những cái pháp gì về thế gian là Ngài thấy. Thì đây là những cái pháp thuộc về thế gian mà Đức Phật có thể thấy. Đức Phật thấy biết về chúng sinh thế giới, cõi thế giới và pháp hành thế giới. Chúng sinh thế giới là chúng sinh có bốn loài. Có thể loài sinh ra từ trứng, có loài sinh ra từ thai, có loài sinh ra từ nơi ẩm thấp, có loài thì hóa sinh. Đấy là những cái loài đấy, có rất nhiều các cái loài chúng sinh như vậy. Và thấy được các cái nhân của nó, nhân nào mà sinh ra cái loài sinh ra từ trứng, nhân làm tạo cái nhân gì mà sinh ra từ thai sinh, tạo cái nhân gì mà sinh ra từ cái chỗ ẩm thấp, ví dụ từ cái xác chết mà nó sinh ra rất nhiều con giòi, cái nó ẩm thấp ấy. Nhân nào mà sinh lại là cái loài hóa sinh, chư thiên hóa sinh, vạn thiên hóa sinh, địa ngục hóa sinh và ngã quỷ là những cái loài hóa sinh ấy. Loài hóa sinh thì có cha mẹ không? Những cái người người ta hóa sinh ấy, tự động hóa sinh thì người ta có mẹ có cha không? Có thể có, không có thể không. Như ở dưới địa ngục thì không có cha không có mẹ, vẫn sinh xuống đấy bình thường. Ngã quỷ cũng không có cha mẹ gì hết. Thì cõi trời thì có cha mẹ không? Cõi trời thì nếu mà sinh một cái vị mà sinh đầu tiên ấy, ở trong một cái cung điện, những cái vị nào sinh đầu tiên thì không có cha mẹ, nhưng mà cái vị nào sinh sau ấy, thì sẽ làm con của cái vị sinh trước. Có thể nên như vậy. Ví dụ có một vị chư thiên thì đang ngồi như thế này, có một cái chúng sinh khác tự nhiên hóa sinh ngay ở trên bắp vế này, thì đây là con ta. Thì đấy là hóa sinh. Hóa sinh thì là có cái quy định ở cõi trời, sinh ở chỗ nào thì làm con, sinh ở chỗ nào thì làm bạn, sinh ở chỗ nào thì làm vợ chồng. Có cái quy định là cõi trời. Trời có 31 cõi, từ cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho đến, tức là có tất cả 31 cõi đấy là cõi thế giới. Và một cái vị Phật chánh đẳng giác thấy thông suốt cả như thế. Ví dụ như một thế giới nó có 31 cõi, và Đức Phật mở rộng cái ánh sáng của mình, thấy được tất cả chúng sinh ở trong 31 cõi đấy một cách rõ ràng, không có một cái gì là hoài nghi với 31 cõi này. Và một tiểu thiên thế giới là 1000 thế giới. Cái trí tuệ Đức Phật có thể thấy một tiểu thiên thế giới là 1000 thế giới. 1000 thế giới thì có 31.000 cõi. Một trung thiên thế giới nó là 1 triệu thế giới. 1 triệu thế giới thì có 31 triệu cõi. Một đại thiên thế giới thì là bằng 1 tỷ thế giới. 1 tỷ thế giới thì có 31 tỷ cõi. Thì Đức Phật có thể thấy được 3000 đại thiên thế giới như vậy. 3000 đại thiên thế giới, tức là có thể thấy được chúng sinh ở 31 tỷ cõi. Thì cõi này, đấy là cái
năng lực trí tuệ của Phật. Pháp hành thế giới, thế giới có một pháp, thế giới một pháp mà làm sao? Pháp hành, tức là nếu bây giờ mình quan sát tất cả chúng sinh có một cái pháp chung nhất, có một cái điểm chung của tất cả chúng sinh hữu tình, đó là cái điểm chung gì? Đó là cái điểm chung gì? Chúng sinh khi mà tồn tại ở thế gian này nó phải làm sao mà tồn tại được? Có một cái điểm chung của tất cả chúng sinh, ai biết về cái điểm này? Tồn tại được hết cái kiếp sống đấy mà không có cái đấy là chúng sinh đó sẽ chết. Có một cái điểm chung này của tất cả chúng sinh, cõi nào cũng có. Có một cái điểm chung là điểm gì biết không? Điểm gì? Chính xác. Chúng sinh tồn tại nhờ vật thực, nhờ thức ăn. Thế bây giờ lại phân biệt ra với chúng sinh ở địa ngục ăn gì? Ăn gì? Chúng sinh ngã quỷ đã có cái gì ăn không? Chúng sinh ở chư thiên ăn gì? Chúng sinh ở cõi phạm thiên ăn cái gì? Họ có ăn như mình không? Ăn cơm, ăn nhai nhai xong rồi là ăn vào xong rồi đi tiêu hóa ra ngoài không? Vậy thì vật thực nó có bốn loại vật thực. Đoàn thực là cái thức ăn mà mình ăn và mình nhai nuốt này, đoạt thực. Xúc thực là cái sự xúc chạm. Ví dụ như ngã quỷ thì nó xúc chạm với cái gì? Nó xúc chạm với nửa, nó bị ăn đòn, ăn đánh đấy. Thì cái nghiệp bất thiện đấy nó là cái nhân hỗ trợ cho cái chúng sinh đấy tồn tại. Nó cứ ăn đòn vậy mà nó cứ sống hoài, cứ chịu cái nỗi, cứ chịu xúc chạm cái nỗi khổ đau đấy. Thì cái xúc chạm đấy có này, chúng sinh có những cái chúng sinh sống được là nhờ có xúc thực, có cái sự xúc chạm, cái tâm thức nó xúc chạm. Đoàn thực, xúc thực, thức thực, có những chúng sinh thì sống bằng cái thức, bằng cái tâm thức. Như là chúng sinh ở các cái cõi chư thiên, người ta sống bằng các cái tâm thức của các tầng thiền. Người ta như cứ nhập vào trong tầng thiền là người ta cứ sống hoài, sống hàng trăm năm, hàng nghìn năm, hàng triệu năm, hàng tỷ năm, cứ sống hoài như vậy. Mà người ta cứ cứ lúc nào thấy khó chịu, mệt mỏi, người ta lại hướng tâm, người ta nhập vào các tầng thiền. Mà cái tầng thiền nó cứ nuôi sống bằng cái tâm thức vậy. Đấy là nuôi sống bằng ý, nuôi sống bằng thức. Thì chúng sinh đấy là nuôi sống, đấy gọi là thức thực, thức ăn bằng tâm thức. Còn tư niệm thực, tư niệm thực là cái chúng sinh là có cái tâm sở tư, tư là có cái sự cố ý hay là có cái sự mong mỏi cái điều gì đó. Ví dụ như là bây giờ ngã quỷ thì lúc nào nó cũng đói, nó đói và nó cứ đi tìm thức ăn. Nó cứ nghĩ là hôm nay nè, chắc là cái người này người ta sẽ cúng cho mình đi theo. Thế nên người ta cứ có cái hy vọng là sẽ có người khác cho mình ăn như vậy. Để từ cái tâm mà cứ nuôi cái tâm sở hy vọng như vậy, để tư niệm như vậy mà nó cứ duy trì cái mạng sống hoài 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 hoài. Như là có những cái con chim khi mà nó sinh ra mẹ nó không có cho nó ăn, nhưng mà nó thì lúc nào thấy mẹ về nó cũng cứ há miệng ra, nó cứ nghĩ là mẹ nó sẽ cho nó ăn. Nó cứ nuôi sống bằng cái sự hy vọng như vậy, nó chẳng được ăn gì mà nó vẫn sống lên được. Nó vẫn sống được. Đấy là nuôi sống bằng cái tư niệm. Thì chúng sinh có, ví dụ bây giờ giống như là có người mà đang đi ở trên biển mà tự nhiên mà thế là bị hay là đang đi trên sa mạc ấy. Mà lúc đấy có một cái người ta đeo một cái bình giảng ấy và tôi còn nước đấy các vị cứ yên tâm ha, cứ đi đi, lúc nào kiệt sức tôi cho uống. Đến lúc nó kiệt sức mà cứ cố gắng thêm tí nữa, đi đến lúc mà có ao nước rồi nên bắt đầu mới mở bung cái bình là chẳng có cái gì cả. Thế mọi người bảo chúng tôi sống được thì nhờ có cái tâm hy vọng và cái bình nước, cái tưởng là nó có thật. Thì cái tâm sở tư nó vẫn nên tư niệm thực, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Thì chúng sinh ở thế gian tồn tại có một pháp, tất cả chúng sinh có hai pháp. Pháp gì? Pháp gì? Là có danh, danh là tâm, sắc là thân. Tất cả chúng sinh có hai pháp thân tâm. Tất cả chúng sinh có ba thọ, là thọ gì? Thọ khổ, thọ nạn và thọ xả. Tất cả chúng sinh có bốn pháp là pháp gì? Bốn pháp. Bốn pháp đây là bốn cái thức ăn ấy, đoàn thực, thức thực, xúc thực và tư niệm thực. Tất cả chúng sinh có năm nguồn là sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Và chúng sinh sáu pháp đó là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ là có sáu căn với sáu cảnh ở bên ngoài.
Đây là cái sự giác ngộ Đức Phật thấy biết về chúng sinh thế giới, đoán giải thập họa khỏi thế giới và pháp hành thế giới. Và đây là cái ân đức Loka Quy Du, thế gian giải, Phật hiểu biết tất cả các pháp ở trên thế gian. Thế là bài học hôm nay dừng ở đây. Idamme punyam asava kazam vaham hotu. Idamme punyam nibbanasa pacchazo Mama punya bagam, sabasatanam, pacemi, tesape, metamam, punya bagam, napantu. Với sự hành pháp tuần tự này,